Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Kiên Thọ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Công bố quyết định giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại xã Nguyệt Ấn. Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin bài đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5 năm 2018, Đảng bộ xã Kiên Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020. Sự chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 23, nhiệm kỳ 2015-2020 và thảo luận đánh giá đúng mức những kết quả đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. Đề ra mục tiêu cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, sáng tạo và sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, nhờ đó tạo sự đồng thuận cao trong tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân một cách toàn diện và đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Nét nổi bật là thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi hướng đến phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hàng năm trên địa bàn 12,28%, đạt 76,75% kế hoạch. Sản xuất nông lâm thủy sản duy trì và phát triển, tạo việc làm mới cho 400 lao động, đạt 60% so với nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, theo đó tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,29% xuống còn 12,23%. Công tác văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và thực hiện xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa được quan tâm đúng mức, an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động sự chung tay góp sức của toàn xã hội và nguồn lực vào làm đường giao thông, làm khâu đột phá và có sức lan tỏa cao trong cộng đồng dân cư. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ghi nhận sự tập trung lãnh đạo của Ban chấp hành trong phát triển kinh tế xã hội khá toàn diện, đời sống nhân dân được nâng lên, công tác xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế phát triển trang trại và gia trại, áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất trên một đơn vị sản xuất, duy trì và phát huy vai trò dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp, tiếp tục phát huy lợi thế của xã để thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt nâng cao công tác quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, gắn với học tập và làm theo tấm gương của Bác, phát huy hiệu quả tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của nông dân trong thời kỳ mới, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, động viên, hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hội trường Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định chức danh Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc. Dự tại buổi lễ về phía tỉnh có các đồng chí Đỗ Minh Tiến, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi lễ, thay mặt cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tiến, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đã trao quyết định cho đồng chí Hồ Minh Hoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bá Thước về nhận chức vụ Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, thay cho người tiền nhiệm chuyển công tác. Phát biểu giao nhiệm vụ và trao hoa chúc mừng, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Đỗ Minh Tiến, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chúc mừng đồng chí Hồ Minh Hoàn tại vị trí công tác mới. Các đồng chí mong muốn sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, tình hình địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác, giúp người nghèo trong huyện phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã giám sát tại xã Nguyệt Ấn về tình hình thực hiện các chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã từ năm 2015 đến nay. Tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trang trại gia trại theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện các dự án trên, trong 2 năm 2016-2017, xã Nguyệt Ấn có 79 hộ tham gia, trong đó có 24 hộ của 5 thôn được hỗ trợ mua trâu sinh sản với số tiền 10 triệu đồng trên một hộ, 54 hộ của 4 thôn được hỗ trợ mua dê với số tiền 45 triệu đồng trên một thôn và một trang trại được hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Qua kiểm tra, đoàn giám sát cho thấy các dự án khi triển khai thực hiện đã từng bước phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả cao, giúp người dân, đặc biệt là người dân nghèo, có cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm và có việc làm ổn định để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời cũng góp phần vào sự thay đổi diện mạo của nông thôn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và góp phần vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Từ những dự án mô hình thiết thực ấy đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống và chất tinh thần của người nông dân và xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương đánh giá cao kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu về các chính sách giảm nghèo và nhân rộng những mô hình hiệu quả, chú trọng phát triển kinh tế, công tác bình xét, lựa chọn các đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ, quan tâm giải quyết việc làm gắn với phát động phong trào khởi nghiệp tại chỗ, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018. Đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận về hai báo cáo: tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018. Trong năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, triển khai và yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương đơn vị mình với phương châm phòng là chính. Mọi người, mọi nhà, các tổ xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ ứng cứu khi có tình huống bão lũ, sạt lở đất, hỏa hoạn xảy ra, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cần thiết để đối phó khi mưa lũ đến, kiểm tra các công trình mùa lũ có phương án phòng chống kịp thời. Đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ và tu bổ công trình đầu mối, kết quả đã kiểm tra 53 công trình trước mùa mưa lũ, tu bổ 11 công trình đầu mối, bổ sung 1.300 mét khối đất báo dự phòng, 9.000 cọc các loại, 2.500 bao tải, chỉ đạo các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Thúy Sơn, Thạch Lập, Kiên Thọ, Ngọc Trung là những điểm trọng yếu khi có lũ khẩn trương di rời dân về nơi an toàn với số dân phải di rời theo kế hoạch là 256 hộ. Rút kinh nghiệm về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, trong năm 2018 đã xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể như kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cho từng ngành, từng bộ phận, tổ chức lực lượng triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần với mức cao nhất theo phương án đã lập để sẵn sàng đối phó với thời tiết bất thường xảy ra. Lập và phê duyệt phương án cho các công trình hồ đập lớn, duyệt phương án các hộ phải di rời ở vùng dọc sông, vùng sạt lở, tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh thiên tai đến tất cả các cấp, các ngành, đến cộng đồng dân cư để mọi người nghiêm cấm một số hộ dân dọc vùng sông Âm, sông Chu, khu tái định cư khi có siêu bão và mưa lớn gây ra. Có phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, di rời người dân ra khỏi vùng sạt lở, lập phương án chống hạn rét đậm rét hại có thể xảy ra, xây dựng phương án huy động lực lượng phương tiện khi cần thiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cùng thực hiện đồng bộ nhằm góp phần giảm nhẹ thiên tai. Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2018, tổng diện tích gieo trồng là 7.000 ha trở lên, sản lượng lương thực là 30.500 tấn trở lên, lúa mùa là 4.000 ha, năng suất 55 tạ trên ha, sản lượng lương thực là 22.000 tấn, ngô là 1.950 ha, năng suất 49 tạ trên ha.
Sản lượng là 9.550 tấn, lạc là 150 ha, năng suất 20 tạ trên 1 ha, khoai lang 100 ha, rau đậu các loại là 450 ha, các cây khác là 350 ha. Chỉ đạo hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích hợp với từng chân đất, thời tiết, điều kiện sản xuất từng vùng, ưu tiên sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, mở rộng diện tích lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Mỗi xã cơ cấu từ 2 đến 3 giống chủ lực, mỗi vùng sản xuất chỉ nên cơ cấu từ 1 đến 2 giống để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Thời gian gieo mạ từ 20 tháng 5 đến 30 tháng 5 đối với nếp địa phương, đối với cây màu thu hoạch cây trồng vụ xuân đến đâu thì gieo trồng cây vụ thu đến đấy, tranh thủ thời tiết và độ ẩm đất. Phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Kết quả sản xuất vụ thu mùa năm 2017, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thiết thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội đội cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa đã mở lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội đội năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị của huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Hội chữ thập đỏ huyện. Tại hội nghị tập huấn này, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Tổng phụ trách đội của các trường, cán bộ đoàn cơ sở trực thuộc sẽ được nghe các đồng chí giảng viên của Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung chủ yếu như công tác tổ chức đoàn, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi đoàn cơ sở, nghi thức đội, các bài múa hát tập thể và một số nội dung khác. Đây cũng là dịp bổ ích để các đồng chí cán bộ đoàn viên trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng công tác đoàn hội đội, từ đó thực hiện tốt hơn phong trào đoàn đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác đoàn đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận huyện ủy đề nghị các đồng chí cán bộ đoàn viên tham gia học tập nhiệt tình, tiếp thu trọn vẹn nội dung chuyên đề mà các giảng viên truyền đạt, nghiêm túc chấp hành các quy định của hội nghị tập huấn, về cơ sở vận dụng tốt nhất nội dung được học vào điều kiện công tác và luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.